Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi cha ta, vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: Ta đã nói các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó thì dầu các ngươi không muốn tin ta thì hãy tin vào các việc đó để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Bởi đó họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người, họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả. Và có nhiều kẻ tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Chúa là đứng xét xử người công chính. Chúa thấu suốt tâm can. Thưa anh chị em, đó là lời tiên tri Giê-rê-mi-a đã cảm nhận được sự trợ giúp từ nơi Thiên Chúa mà ông tôn thờ. Thiên Chúa luôn công minh ngay thẳng, và Ngài sẽ bênh vực quyền lợi cho những ai sống trong sự công chính, trong lẽ phải và lòng dạ thẳng ngay. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng mang tâm trạng giống như tiên tri Giê-rê-mi-a. Nhưng có điều vị tiên tri của Chúa là người công chính thật sự. Còn chúng ta, liệu chúng ta có dám cho mình là người công chính để chúng ta xin Chúa trả thù cho chúng ta hay không? Nhưng có điều chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, nếu sống trung thành với Chúa, tôn thờ Chúa và làm việc mà Chúa kêu gọi, thì chắc chắn những khi gặp gian nan khốn khó, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ qua hình ảnh của Đấng Cứu Thế trong bài Tin Mừng. Để thi hành thánh ý của Chúa Cha và để hoàn thành trọng trách mà Chúa Cha giao phó, Chúa Giêsu đã phải trải qua bao nhiêu gian lao khốn khổ. Khổ vì hoàn cảnh, khổ vì con người. Chúa bị người Do Thái kết án là nói lộng ngôn. Khi Chúa nói Ngài là con Thiên Chúa, trình thuật của Thánh Gioan hôm nay nói rằng họ lượm đá để ném Chúa. Nhưng Chúa vẫn luôn phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha.
và Chúa Cha không hề bỏ rơi Ngài. Chúa Giêsu hôm nay đã thoát khỏi tay người Do Thái, bởi vì giờ của Chúa chưa đến, và giờ của Chúa phải được quyết định bởi Thiên Chúa Cha chứ không phải do ý muốn của loài người. Điều này cho chúng ta thấy rõ hơn chính việc Chúa Giêsu giao nộp chính mình vào tay người Do Thái để rồi bị hành hạ đóng đinh vào thập giá, cục chính là quyền của Thiên Chúa và sự tự do hoàn toàn của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, khi chúng ta đến gần tuần thánh và đến ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta bắt đầu thấy sự thù hận của người Do Thái đang tăng lên đối với Chúa Giêsu, ghét Chúa Giêsu và muốn ném đá người cho đến chết là một hành động vô lý nhất. Nhưng đây là những gì đã xảy ra. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về thập giá của chúng ta. Những khó khăn của thập giá đời mình chính là để thanh tẩy đức tin của chúng ta và là sự quyết tâm của chúng ta trước lời Chúa và những gì Chúa đã giảng dạy. Khi chúng ta đối mặt với thập giá hoặc sự ngược đãi, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng đây là lúc chúng ta cần đứng vững, là lúc chúng ta cần phải đào sâu hơn niềm tin vào Thiên Chúa. Thật dễ dàng để nói rằng chúng ta tin cậy vào Chúa khi cuộc sống dễ dàng, và thật khó để tin vào Chúa khi thập giá của chúng ta nặng nề, đời chúng ta gặp nhiều đau khổ, thử thách. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói đi nói lại trong thời đại Giáo Hoàng của Ngài là: đừng sợ. Khi chúng ta đối mặt với những nỗi lo âu và thử thách ở trong đời sống, hãy tin tưởng vào Chúa và hãy để Chúa biến đổi chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những cuộc chiến đấu lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta thực sự trở nên những phúc lành lớn nhất. Bởi vì đứng thấu suốt tâm can tôi, chính Ngài tôi phó trót mọi nỗi âu lo khúc mắc của tôi. Vì Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con đến gần ngày lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, xin giúp chúng con kết hợp thập giá mình với thập giá của Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện và sức mạnh của Chúa trong những thử thách hàng ngày. Xin giúp chúng con nhận ra mục đích mà Chúa dành cho chúng con trong những thử thách này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã mặc khải mầu nhiệm hiệp thông siêu linh giữa người với Chúa Cha. Người và Chúa Cha là một. Đức Giêsu và Chúa Cha cùng có một quyền năng chung. Điều đó nói lên một sự hợp nhất sâu xa giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha cùng ở trong người. Sự ở lại này không thuộc về thể lý nhưng thuộc về tâm linh, vượt mọi không gian và giới hạn của loài người. Người Kitô hữu chúng ta nhờ tin vào Chúa Kitô cũng được thông hiệp vào mối tương quan hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.
Chúng ta sống trong Chúa Ba Ngôi, và Ba Ngôi cũng cư ngụ trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Sự thông hiệp ấy giúp cho mọi lời nói và việc làm của chúng ta ngay ở đời này đều được Thiên Chúa thánh hóa, đồng thời cũng đảm bảo cho một hạnh phúc mai hậu trong tương lai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sách tiên tri Giê-rê-mi-a cũng đã nói với tất cả mọi người: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng để giúp con vượt thắng tất cả những gian nan thử thách để có thể giữ vững niềm tin của mình. Có một câu chuyện kể lại rằng một học sinh Nhật Bản là một Kitô hữu duy nhất trong trường. Trước mỗi bữa ăn, em mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh trước mặt mọi người. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có hành vi ma thuật gì đó. Thầy giáo gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi em đã làm gì. Em nói rằng em chỉ cảm ơn Chúa đã ban lương thực hàng ngày cho em. Nghe vậy thì thầy giáo hổ thẹn và không biết nói gì, vì ông cũng là một người Kitô hữu. Tin mừng kể lại cho chúng ta cuộc tranh luận gay gắt giữa Đức Giê-xu và những người Do Thái. Họ muốn ném đá Chúa Giê-xu vì người đã nói rằng: Tôi là con Thiên Chúa, Cha tôi và tôi là một. Tôi là người được Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian. Cuộc đời của mỗi người tín hữu là hành trình thể hiện niềm tin của mình vào sự hiện diện của Chúa Giê-xu Kitô. Đức tin chính là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta đã làm gì để tuyên xưng niềm tin ấy? Trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy thành tâm xét lại bản thân, xem mình đã tin Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hay chưa. Niềm tin chúng ta đã làm theo những gì người dạy hay chưa để thể hiện niềm tin của mình? Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta can đảm tuyên xưng đức tin của mình giữa lòng thế giới ngày hôm nay, và nhờ đó chúng ta sẽ chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó và thể hiện niềm tin qua lời rao giảng và qua những hành động cụ thể để chúng ta thể hiện niềm tin của mình, và nhất là chúng ta giới thiệu hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài chính là đấng cứu độ, Ngài đến thế gian để mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy người Do Thái đã rất tâm tìm cách để giết Đức Giê-xu. Họ đã lấy đá để ném người. Bởi lẽ, những lời giáo huấn của Chúa Giê-xu đối với người Do Thái đó là những lời chướng tai. Những việc làm tốt đẹp của Chúa Giê-xu trở thành những điều gai mắt, bởi vì Ngài dám tỏ ra mình là con Thiên Chúa. Chúng ta biết, Do Thái giáo khởi đầu với niềm tin đa thần, có nhiều vị thần trong quan niệm của họ, và Giave Đức Chúa là vị thần trội vượt. Họ chỉ tôn thờ một mình Giave Đức Chúa mà thôi. Mãi sau này, đến thời ngôn sứ Isaiah, niềm tin độc thần đã được mặc khải cho dân Chúa, và Israel tin rằng chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, chỉ có Chúa là Thần, không có Thần nào khác nữa. Niềm tin độc thần ấy chi phối đời sống của con cái Israel. Tất cả quy hướng về Thiên Chúa, chỉ một mình Giave Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Chính niềm tin này, có thể nói, một khi không được đào sâu, một khi không hiểu biết đúng đắn, lại trở thành một cản trở để họ không thể tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, đấng bởi Chúa Cha mà đến. Bởi lẽ,
Nếu họ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì hóa ra Giave Đức Chúa không còn là Thiên Chúa độc nhất nữa. Và như thế, họ phản bội lại chính niềm tin của cha ông, phản bội lại chính truyền thống đức tin của dân tộc. Quý ông bà anh chị em thân mến, có những thứ truyền thống nâng chúng ta lên, nhưng cũng có những thứ truyền thống trở thành điều cản trở. Đức tin của người Do Thái là một mặc khải, đấy là một ân ban. Nhưng mặc khải và ân ban ấy mới chỉ là sự chuẩn bị, mới chỉ là bước dọn đường. Tất cả những gì cựu ước loan báo, tất cả những lời các ngôn sứ năm xưa, nay được thành toàn nơi Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đón nhận được mặc khải này, chúng ta đón nhận được niềm tin chân thật này, và chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của chúng ta. Bởi lẽ chúng ta xác tín dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Niềm xác tín đó cũng phải biến đổi đời sống của chúng ta, cũng phải chi phối tất cả lối nghĩ, việc làm và những chọn lựa trong đời sống thường nhật của chúng ta. Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa không phải chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, mà còn phải là những lời tuyên xưng được thực hành trong cuộc sống, thực hành trong mối tương quan với tha nhân, thực hành đặc biệt trong việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Xin cho mặc khải của Chúa Giêsu không làm cho chúng ta ngã quỵ, không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng tin nhận Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi bao đề, lòng từ ai Chúa vô biên, bao la tựa biển hải bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha hơn khúc nhạc ấm tình, lòng Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết Chúa là con của Chúa Cha. Chúa bởi Chúa Cha mà đến, và Chúa đến để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mở lòng đón nhận lời mặc khải của Chúa và trung thành với ơn gọi là Chúa Cơ Hữu của mình. Xin cho đời sống của chúng con trở thành một lời tuyên xưng, trở thành một lời giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi bao đề, lòng từ ai Chúa vô biên, con dâng trọn cả giang hồ trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc
Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy về sự đau khổ của những con người làm chứng cho Chúa, những con người đang dùng lời giảng và việc làm để giúp mọi người nhận ra được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương họ và mong muốn họ tin vào Chúa và trở về với Ngài, hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Jeremia đang hăng say kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống cũ, nếp sống tội lỗi, nếp sống trụy lạc, nếp sống gian lận và nếp sống ức hiếp để trở về với Chúa. Lời kêu gọi của ông có người chấp nhận, có người phản ứng. Những người phản ứng đã đứng dậy tố cáo ông, tìm cách hãm hại, bắt bớ và muốn giết ông. Nhưng trước những phản ứng của họ, ông luôn tin tưởng vào Chúa và sức mạnh của Ngài. Ông luôn ca tụng Chúa và tin Chúa luôn ở với ông, giúp ông chống lại những thế lực luôn muốn hãm hại ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một bầu khí căng thẳng trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với những người Do Thái. Chúa Giêsu cố gắng giải thích cho họ hiểu Ngài là ai, Ngài đến từ đâu, nhưng họ vẫn không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Mê-si-a mà muôn dân đang mong đợi, Đấng cứu con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Họ cho Ngài là ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ đòi bắt và ném đá Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào lịch sử và ngay cả ngày hôm nay cũng thế, chúng ta thấy rằng người môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi con đường chống đối từ nhiều phía khi họ đi rao giảng tin mừng. Bởi vì họ rao giảng Đấng chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, và cũng sống theo lối sống của Đấng ấy. Do đó, nhiều môn đệ đã bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết vì đạo, chết vì làm chứng cho sự thật. Đọc báo và điểm tin trên Internet, chúng ta nhận thấy nhiều linh mục và giáo dân bị hù dọa, bị bắt bớ và bị đánh đập, có khi bị giết chết khi họ đứng lên đòi công lý và công bằng. Những thế lực sự dữ, thế lực của tội lỗi, không muốn thay đổi nếp sống, không muốn bị xấu hổ khi bị vạch trần những việc làm xấu xa, nên đã tìm đủ mọi cách để đàn áp và hù dọa những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, đừng ngã lòng, đừng sợ, vì có Chúa luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta. Thế lực sự dữ và tội lỗi cuối cùng sẽ bị vạch trần và đánh bại bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ chịu đau khổ với Chúa Giêsu và cùng chiến thắng với Ngài. Bởi vì kết cục của đau khổ không phải là cái chết, mà là sự phục sinh với Chúa đối với ai tín trung vào Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi và ngã lòng khi phải đối diện với những khó khăn và chống đối, đang khi chúng con rao giảng tin mừng và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn tin rằng chúng con cùng được đồng lao cộng khổ với Ngài và được sống lại vinh hiển cùng với Ngài. Amen. Là tình
Bổn phận của con lúc này đây, bổn phận của con có hàng ngày, bổn phận của con chính là thực thi ý Chúa mà thôi. Là lời xin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, vui nhận thành giá trên nẻo đường đi với bao vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con. Là đời con đây có buồn vui, sỉ nhục vinh quang trước chân ai, mỗi ngày con sống ánh Chúa dịu êm gánh mang nhẹ nhàng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một người da trắng và một người thổ dân cùng được nghe một nhà truyền giáo giảng về tin mừng. Người thổ dân cảm động và xin rửa tội ngay. Còn người da trắng cũng cảm động, nhưng cả một năm sau mới xin gia nhập đạo. Trong buổi lễ hôm đó, người da trắng hỏi, tôi phải mất một thời gian mới có lòng tin. Sao anh có lòng tin sớm thế? Người thổ dân đáp, này bạn, để tôi nói cho bạn nghe. Có vị hoàng tử hứa cho chúng ta chiếc áo mới. Bạn nhìn vào áo của mình, rồi tự nhủ, áo mình còn đẹp, để mai hãy lấy. Còn tôi nhìn vào tấm áo cũ kỹ của mình, thấy nó chẳng ra gì, nên vội vàng đến nhận áo mới. Bạn ạ, bạn đã có chút khôn ngoan, nên bạn muốn dùng chúng. Còn tôi không có, nên tôi mau mắn đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay cũng có nét tương tự với người da trắng trong câu chuyện trên. Quả vậy, khi Chúa Giê-xu mặc khải về nguồn gốc thần linh của Ngài cho người Do Thái, rằng Ngài là con Thiên Chúa, thì họ lấy làm chướng tai, họ tỏ vẻ khó chịu với Chúa Giê-xu và lấy đá để ném người. Bởi quan niệm và hình ảnh về Đấng Mê-si-a được vẽ ra trong đầu họ, khác với hình ảnh của một ông Giê-xu quê ở Nazareth, miền Ga-li-lê mà họ đang nhìn thấy. Tuy vậy, trước sự giận dữ của người Do Thái, Chúa Giê-xu vẫn bình tĩnh đối thoại với họ. Người muốn họ hiểu ra rằng, Đấng Mê-si-a mà họ mong đợi, nay đang hiện diện ở giữa họ. Để minh chứng điều đó, Chúa Giê-xu không chỉ dùng lời nói mà còn biểu lộ qua các hành động cụ thể. Các phép lạ người thực hiện là bằng chứng xác thực vị thế Mê-si-a của người. Cứu chữa kẻ bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, ban của ăn cho người đói khát, vân vân. Bởi lẽ, tất cả những việc đó chỉ có thể phát xuất từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng thế, lời rao giảng của Đức Kitô là lời Thiên Chúa, nên đã lôi cuốn nhiều người đến cùng Ngài. Dầu vậy, giới lãnh đạo Do Thái vẫn cố chấp, cứng lòng, không đón nhận lời rao giảng này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu người da đen trong câu chuyện trên đã tin theo Chúa ngay khi nghe giảng, và người da trắng sau một năm nghe giảng mới tin, thì những người Do Thái cứng lòng không tin về lời giảng của Chúa Giê-xu và sứ vụ cứu thế của người. Và cho đến bây giờ, nhiều người Do Thái vẫn mò mẫm để tìm cho được Đấng Mê-si-a theo như cách hiểu của họ. Đời sống Kitô hữu chúng ta nhiều khi cũng thế, khao khát ước mong được gặp Chúa, nhưng Chúa đã và đang hiện diện trong cuộc đời này mà ta chẳng nhận ra. Mùa chay mời gọi chúng ta nhìn lại hồng ân đức tin chúng ta được lãnh nhận, và hãy sống xứng đáng với ân huệ là con cái Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn ý thức vai trò làm con Chúa, để sống cho xứng đáng là con thảo của Cha trên trời. Đồng thời, luôn nhận ra Chúa hiện diện trong mọi kỳ công vũ trụ, trong thế giới, trong con người, và trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.
nhân từ với lòng thương xót vô bờ là chốn con nương nhờ. Trở về bên Chúa Chúa ơi, thông hối ăn năn biết bao lầm lỗi trong đời, dùng đầu bên chân Chúa thôi, Chúa sẽ thu tha để hôm đôi mai. Tình Chúa chiều dài ngàn đời, tình Chúa yêu con ngàn đời, tình Chúa cao đời dạt dào với đại dương, trời chưa lòng son người, Chúa thủy chung với tháng ngày, dù cho vũ trụ có đổi thay, mai đây tới bên thiên đường, hân hoan vui sướng khôn lường, còn ước mong đời hết khổ đau với thất vọng, từ nay gọi là mãi ngỡ. Thấy bóng cha già chào nỗi vui chân hoa. Lạy Chúa cứu thương tha thứ tội, muội lắm ngài ơi, bao năm con sống hư hờ, bao năm qua đã dại khờ, chỉ phù trong nỗi nhớ, lập lỡ đời con sao đêm nỗi, như muôn hạt cát ngoài khơi, những lòng Chúa rất nhân từ, với lòng thương xót vô bờ là chốn con nương nhờ. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy về sự đau khổ của những con người làm chứng cho Chúa, những con người đang dùng lời giảng và việc làm để giúp mọi người nhận ra được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương con người và mong muốn họ tin và trở về với Ngài, hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang hăng say kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống cũ, nếp sống tội lỗi, nếp sống trụy lạc để trở về với Chúa. Trước lời kêu gọi của ông, có người chấp nhận, cũng có người phản ứng. Những người phản ứng đã đứng dậy tố cáo ông, tìm cách hãm hại, bắt bớ và muốn giết ông. Nhưng trước những phản ứng của họ, ông luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa. Ông tin Chúa luôn ở với ông, giúp ông chống lại những thế lực luôn muốn hãm hại ông. Trong bài tin mừng, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một bầu khí căng thẳng trong cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với những người Do Thái. Chúa Giê-xu cố gắng giải thích cho họ hiểu Ngài là ai, Ngài đến từ đâu, nhưng họ vẫn không nhận ra Ngài là đấng cứu thế, đấng cứu con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Họ cho Ngài là ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ đòi bắt và ném đá Ngài. Nhìn vào lịch sử và ngay cả ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng người môn đệ của Chúa Giê-xu cũng không tránh khỏi con đường chống đối từ nhiều phía khi họ đi rao giảng tin mừng. Nhiều môn đệ đã bị bắt, đánh đập và bị chết vì đạo, chết vì làm chứng cho sự thật. Đọc báo và điểm tin trên Internet, chúng ta nhận thấy nhiều linh mục, giám mục và giáo dân bị hù dọa, bắt bớ, đánh đập, thậm chí
còn bị giết chết. Khi họ đứng lên đòi công lý, đòi trả lại công bằng. Những thế lực sự dữ, thế lực của tội lỗi, không muốn thay đổi nếp sống, không muốn bị xấu hổ khi vạch trần những việc làm xấu xa, nên đã tìm đủ mọi cách để đàn áp và hù dọa những người thấp cổ bé miệng, những người đứng lên làm chứng cho sự thật, làm chứng cho chân lý. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giê-xu. Đừng ngã lòng, đừng sợ, vì có Chúa luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta, như người đã làm với ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Thế lực sự dữ và tội lỗi cuối cùng sẽ bị vạch trần và đánh bại bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-xu và cùng chiến thắng với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi và ngã lòng khi phải đối diện với những khó khăn và chống đối, khi chúng con rao giảng tin mừng và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa luôn đồng hành và chiến đấu cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn tin rằng chúng con được đồng lao cộng khổ với Ngài và được sống lại vinh hiển cùng Ngài. Amen. Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt đeo tin vui cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo uất trong muôn lòng. Cho quên đi những sâu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.